Kính thưa quý vị, quý bạn, hôm nay tiết mục Thế giới quanh ta, tôi trở lại với quý vị để gửi đến quý vị, quý bạn một số những thông tin ngắn hôm nay. Trước nhất là cái thông tin mà có lẽ rất nhiều người đang quan tâm từ gần một tuần nay, đúng hơn là từ ngày 24 tháng 11, khi mà người ta nói rằng là hiện tại có cái biến thể của COVID đó, có cái tên là Omicron. Thì cho đến giờ này hầu như tất cả trên thế giới đang hoảng loạn, nhưng mà tôi theo dõi những bản tin rất kỹ. Thì trước nhất ấy, nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất đó là những một số quốc gia thì họ đã giới hạn vấn đề di chuyển, đặc biệt là Hoa Kỳ đã không cho 8 quốc gia được bay vào Hoa Kỳ, đó là từ Nam Phi và những quốc gia lân cận đó nữa. Nhưng mà cái khuynh hướng thứ hai là có một số quốc gia thì họ lại vẫn để sinh hoạt như thường, bởi vì họ nói rằng là cái nền kinh tế mới là quan trọng. Thì hiện tại chúng ta nên thận trọng thôi, và đặc biệt là chúng ta tin tưởng vào một bác sĩ, cái người mà đầu tiên bà ta khám phá ra và bà ta thông tin về cái biến thể này đó. Thì bà ta nói rằng những triệu chứng của những người mắc phải rất nhẹ, nó chỉ hơi khó chịu một chút, nó ngứa cổ mà nó không có cái gì nghiêm trọng cả. Cho đến bây giờ thì các nhà khoa học họ cũng đã đưa ra những cái thông tin để cảnh báo, và phải ít nhất là chúng ta phải chờ trong vòng vài tuần lễ nữa thì mới biết nó như thế nào. Tuy nhiên, đối với tất cả chúng ta cũng nên thận trọng mà thôi. Ai chưa chích ngừa liều thứ ba thì cũng nên đi chích ngừa, nhưng mà đừng có hoảng loạn, đừng có quá lo sợ. Tất nhiên là đối với các chính phủ thì như Âu Châu chẳng hạn, cái dịch bệnh nó đang bùng phát rất là dữ dội, và người ta thấy cái biến chủng này nó đã xuất hiện ở nhiều nước như là Hà Lan, Do Thái, Đức, và ngay cả bên Hồng Kông cũng có một người nữa. Thì đó là cái người ta báo động, nhưng mà cho đến bây giờ thì chưa ai xác nhận được cái tính nguy hiểm của nó như thế nào, và nó phát triển như thế nào, và nó lây lan như thế nào, nó có thể xuyên qua được bảo vệ của cơ thể mình đó, tức là cái phần miễn nhiễm của mình nó có đủ sức chống hay không. Cái đó chưa có thể ai biết được, và cũng chưa có bất cứ một cái loại thuốc nào để ngăn ngừa. Do đó còn trong cái vòng tình trạng nghiên cứu mà thôi. Thành ra chúng ta cũng theo dõi kỹ, và đừng có quá hoảng loạn, mà cũng đừng có quá thờ ơ. Chúng ta cứ giữ tất cả những cái điều cần thiết để mình giữ vệ sinh tốt. Đó là cái điều mà tôi thông tin cho quý vị biết, bởi vì đây là một cái biến chủng nó mới. Nên một cái chuyện nó cũng hơi vui thôi, là tại sao người ta lại đặt tên nó là Omicron. Thì chính cái cơ quan y tế thế giới đó, tức là WHO đó, thì người ta giải thích rằng họ đã bỏ qua hai cái mẫu tự, lẽ ra nó sẽ là Nui hay là C, nhưng mà người ta lại bỏ hai cái mẫu tự đó đi để nhảy qua ô là thế nào. Thì người ta giải thích rằng là vì cái mẫu tự nui thì nó có thể khó đọc, nó sẽ đọc là new hay nui, thì người ta khó đọc. Cái mẫu tự thứ hai là C đó, thì người ta bảo rằng nó có nhiều người mang cái họ đó, do đó người ta tránh. Mà đúng ra thì cái họ đó là họ của ông Tập Cận Bình, tức là Xi Jinping đó. Thì người ta tránh cái tên gọi là phạm húy ông Tập Cận Bình, do đó người ta bỏ cái mẫu tự Hy Lạp đó, người ta nhảy qua ô, vì vậy nó có cái tên là Omicron. Thì đây là một chuyện vui, nhưng mà nếu mà người ta truy cứu đó, thì thật sự là cái họ C ở bên tàu đó, thì 1.000 người tàu mới có một người mang cái họ đó, 1.000 người tàu mới có một người.
ba cái họ đó, mà cái họ đó không phải là họ phổ thông ở bên Tàu đâu. Nhưng mà chắc là WHO thì là cũng phạm sợ phạm húy ông Tập Cận Bình cho đó, người ta nhảy đi thì cũng đưa ra để chúng ta vui với nhau thôi. Cái bản tin thứ hai nó liên hệ trực tiếp với những người cư dân tại Hoa Kỳ, đó là vấn đề giá xăng. Chúng ta biết rằng từ trước Thanksgiving và cho đến bây giờ, và từ bây giờ cho tới dịp lễ cuối năm nữa, lễ Giáng sinh rồi Tết Tây vân vân, là người ta đi du lịch và rất là tốn tốn kém trong cái vấn đề di chuyển vì giá xăng rất là cao. Thì chính phủ Hoa Kỳ trước Thanksgiving, chính phủ Hoa Kỳ đã gọi là xoa dịu cái sự phẫn nộ của người dân Hoa Kỳ đó, thì đã đưa ra một quyết định là sẽ xuất kho lấy từ cái trữ chiến lược, cái khối cái kho chiến lược và xăng nhớt của Hoa Kỳ, nó có vào khoảng từ 600 tới 700 triệu thùng dầu. Thế thì ông Joe Biden đó là quyết định xuất kho là 50 triệu thùng dầu để mà gọi là giải quyết, để mà làm cho cái nhu cầu nó đầy đủ hơn và cái giá xăng nó giảm đi. Nhưng thực tế đây không phải nó như vậy đâu. Nếu chúng ta theo dõi kỹ thì chúng ta biết rằng là trong 50 triệu thùng dầu đó đó thì lại cung cấp cho Ấn Độ và Trung Cộng là 18 triệu thùng rồi. Còn lại 32 triệu thùng. Chúng ta biết là mỗi một ngày đó dân Hoa Kỳ xài hết bao nhiêu triệu thùng không, thưa quý vị? Một ngày trung bình người dân Hoa Kỳ xài hết 18,2 triệu thùng. Vì vậy 32 triệu thùng đó thì chỉ được chưa đầy 2 ngày là hết, và giá xăng không hề suy giảm chút nào cả. Thế nhưng mà có một vấn đề nó sẽ xảy ra, vì là Hoa Kỳ bây giờ không còn tự chủ về năng lượng, tức là phải nhập cảng dầu của Trung Đông. Vì vậy mà cả Nga lẫn Trung Đông có thể họ sẽ cắt giảm cái sản lượng cung cấp dầu. Cái lý do dễ hiểu thôi, là vì nhà ông Donald Trump đó, thì giá xăng rất là rẻ, còn có 40 đồng, 40 mấy đồng, thành ra như Nga chẳng hạn là lỗ liền xiển, là vì Hoa Kỳ tự chủ được về vấn đề năng lượng là khai thác, đặc biệt là cái fracking đó, tức là vắt đá mà lấy dầu đó, thành ra Hoa Kỳ dư dầu xài rồi còn xuất cảng nữa. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ phải nhập cảng, và nếu nhập cảng thì phải đi van lại Trung Đông, Ả Rập Saudi và Nga Xô, và đây là cái cơ hội để mà Nga Xô bắt chẹt cả thế giới, cả Âu Châu, tức là họ giảm sản lượng, tăng số tiền lên, và có thể sẽ lên 100 hay trên 100 đồng. Hiện tại bây giờ là trên dưới 80 đồng một thùng, và có thể nó sẽ lên trên 100 đồng một thùng. Thì đó là cái mà có thể sẽ dẫn dẫn tới cái tình trạng xăng nhất trong những ngày sắp tới. Đó là cái bản tin thứ hai tôi muốn đưa tới quý vị. Cái bản tin thứ ba thì những quý vị nào mà có ý định tìm việc mới thì nên lưu ý là tuần vừa rồi đó, hãng Samsung, tức là một cái hãng về điện tử rất lớn của Nam Hàn đó, họ đã quyết định đầu tư vào nước Mỹ này 17 tỷ Mỹ kim để thiết lập một cái nhà máy sản xuất các vi mạch điện tử là cao cấp ở tiểu bang Texas, và nó đã được chính thức thông báo đốc của tiểu bang Texas. Cái hãng này nó cũng nằm ở thành phố Taylor. Thì hãng Samsung đó sẽ xây dựng cái hãng phát triển đó vào năm 2024 là có thể chạy được. Thì ngay bây giờ đã bắt đầu sắp khởi công và đã cần rất nhiều nhân công. Hãng này có thể cung cấp 2.000 việc trực tiếp, và bên cạnh đó sẽ có cần thêm 3.000 việc nữa, tức là có thể có 5.000 việc với lương rất là cao. Hãng Samsung, đây là một cái đầu tư mà ít có một cái hãng điện tử nào lại đầu tư vào Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta biết là công nhân ở Hoa Kỳ rất là cao. Nhưng mà tại sao Samsung lại đầu tư vào đây? Đó là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng là
họ đưa đến tiểu bang Texas, và Texas đó cho họ được miễn thuế về địa địa ốc, về thổ trạch đó trong 7 năm đầu, và sau đó thì sẽ gọi là vẫn cho discount nữa. Do đó để thu hút những cái đại công ty đã đưa đầu tư vào Hoa Kỳ. Đây là một cái chính sách mà trước đây Tổng thống Donald Trump cũng rất là muốn như vậy. Và nếu như thế thì quý vị nào muốn tìm việc apply Samsung chẳng hạn thì nên lưu ý đây là một cái tin vui cho những người mà muốn làm việc để mà xây dựng đời sống tại Hoa Kỳ và đặc biệt là tiểu bang Texas. Cái bản tin thứ ba này tôi muốn gửi đặc biệt tới những người công giáo. Ngắn thôi nhưng mà tôi thấy nó là một cái điều đáng cho những người công giáo suy nghĩ. Đó là tuần trước đây, trước Tết, trước trước xin lỗi, trước Thanksgiving, thì cái hệ thống trường đại học công giáo Columbus ở tiểu bang Ohio, họ đã trưng ra một cái bức họa mà bên công giáo gọi là Đức Mẹ Sầu Bi đó. Thì nếu quý vị nào đã đi Roma thì hiểu và thấy cái bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi mà do đại danh 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 họa mà điêu khắc gia đó, Michelangelo đó, Angelo, thì chúng ta thấy bước vào đền Thánh Phêrô, chúng ta thấy cái bức tượng cẩm thạch rất là đẹp. Trong ấy là tạc tượng Đức Mẹ Maria đang đón lấy xác của Chúa Giêsu vừa được các môn đệ tháo xuống từ thập tự giá. Thì cái bức hình của trường đại học Columbus, đại học công giáo này, cũng vẽ cái hình mà Đức Mẹ Maria ôm hôn xác con, nhưng mà nhìn kỹ không phải xác Chúa Giêsu, không phải mặt Chúa Giêsu, mà là mặt của George Floyd, một người đã bị cảnh sát đè cổ và chết vào mùa hè năm ngoái. Đây là một cái điều mà tôi nhìn vào tôi rất làm sốc. Nếu một họa sĩ hay là một chỗ nào ở ngoài đường phố, hay là một người nào người ta có ý báng bổ, người ta đưa cái chuyện đó ra thì không nói chi. Nhưng mà đây là một đại học công giáo cho trưng bày bức tranh đó trong phòng khánh tiết, thì đây là một cái chuyện tôi cho rằng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vậy thì tôi nêu ra vấn đề này để chúng ta cùng suy nghĩ với nhau, đặc biệt là đối với người công giáo thì bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng, tức là cái mùa mà chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh. Đó là những thông tin hôm nay tôi xin gửi đến quý vị. Chúc quý vị có một tuần vui vẻ. Hẹn quý vị trong lần tới. Trân trọng kính chào.